Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019. Đến với VTV sáng hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Minh Thúy xin kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề. Chương trình tuần này chủ đề Rửa tay cho mẹ và hãy thay đổi cách nhìn do Tú Linh và Đoàn Hiểu Dũng thực hiện từ Charlotte, North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện Tôi muốn anh về rửa tay cho mẹ vào tối nay. Chuyện của Tâm Nguyễn, Tú Linh tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi. Một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học, đột đơn dự tuyển vào vị trí quản lý tại một công ty. Anh đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, đến vòng cuối. đích thân giám đốc đặt các câu hỏi và đưa ra quyết định cuối cùng. Ông giám đốc xem qua những kết quả của chàng trai, bởi trong suốt các năm học, anh luôn đạt thành tích xuất sắc. Vị giám đốc hỏi, anh có bao giờ nhận được học bổng từ trường không? Chàng trai trả lời, dạ thưa không. Ông hỏi tiếp, vậy là cha mẹ anh đã trả toàn bộ học phí cho anh? Chàng trai trẻ trả lời, cha tôi đã mất từ hồi tôi chỉ được có một tuổi toàn bộ số tiền học phí là do mẹ tôi gắn vác vậy mẹ anh làm việc cho công ty nào chàng trai trẻ đáp mẹ tôi làm công việc giặt quần áo người giám đốc im lặng một lúc sau đó ông đề nghị chàng trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem hai bàn tay chàng trai khá đẹp và mềm mại ông hỏi trước đây có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc chặt quần áo chưa chàng trai trả lời dạ thưa ông xin thú thật là tôi chưa bao giờ giúp mẹ tôi làm việc đó mẹ tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi học và đọc thật nhiều sách vị giám đốc nghe xong liền nói tôi có một yêu cầu ngay hôm nay lúc về nhà anh hãy rửa hai bàn tay của mẹ mình rồi đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau qua ánh mắt và giọng nói của người giám đốc chàng trai trẻ cảm giác rằng cơ hội trúng tuyển của mình chắc chắn là rất cao anh vui vẻ về nhà gặp mẹ và nói với mẹ hãy để anh rửa hai bàn tay của bà ngày hôm nay nhé người mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ trong lòng dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn bà đưa hai bàn tay mình ra cho con rửa khi nhìn thấy bàn tay của mẹ từng giọt nước mắt của chàng trai trẻ rơi xuống lần đầu tiên anh nhận ra rằng đôi bàn tay của mẹ nhăn nheo hơn nữa chúng còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn những vết sẹo này hẳn từng rất đau đớn vì chàng trai cảm nhận được mẹ khẽ rùng mình mỗi khi ăn rửa chúng trong nước. Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận ra chính đôi bàn tay này hàng ngày làm công việc giặt quần áo để có thể trang trải đủ tiền học phí trong suốt thời gian anh đến trường. Những vết sẹo trên đôi bàn tay mẹ cũng là cây giá cho kết quả đậu tốt nghiệp, cho những bản điểm xuất sắc và cho cả tương lai của anh sau khi rửa sạch đôi bàn tay của mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt đốt luôn chỗ quần áo còn lại trong ngày. tối hôm đó, mẹ và anh đã nói chuyện với nhau rất lâu. sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ quay lại nơi phỏng vấn vị giám đốc nhận thấy một đêm dài không ngủ trên đôi mắt của anh. ông hỏi: anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm? và học được ở nhà mình ngày hôm qua. chàng trai trả lời, tôi đã rửa đôi bàn tay của mẹ và tôi cũng đã giặt hết chỗ quần áo còn lại. giám đốc hỏi tiếp, vậy hãy cho tôi biết cảm giác của anh như thế nào. chàng trai trẻ bèn trả lời trong nước mắt. thứ nhất, tôi thấu hiểu thêm những gì tôi đã có được ngày hôm nay đều là nhờ mẹ. thứ hai nhờ việc giúp đỡ mẹ tôi hiểu được để kiếm được những đồng tiền mọi người đã vất vả như thế nào thứ ba tôi đã nhận thức được sự quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình vị giám đốc nói đó chính xác là những gì tôi cần tìm ở một người quản lý tôi muốn tìm những ứng viên có thể nhận thức được sự giúp đỡ từ những người khác người có thể hiểu được sự khó nhọc của người khác khi hoàn thành một công việc nào đó và là người không đặt tiền bạc là mục đích sống duy nhất của mình. Và còn nữa, xin chúc mừng anh, anh đã được tuyển. Câu chuyện thứ hai, khi thất vọng hãy thử đổi góc nhìn. Một cô gái trẻ yêu hoa đã tự tay mình chăm sóc khu vườn hoa tuyệt đẹp. Một ngày nọ, khi đang xem một tờ quảng cáo cô phát hiện một loài hoa rất đẹp cô thầm nhủ mình muốn trồng loài hoa ấy trong khu vườn này cô quyết định đặt mua hạt giống và các vật dụng cần thiết cô còn cẩn thận lựa chọn vị trí thích hợp trong vườn để trồng những cây hoa ấy chẳng bao lâu cây lớn nhanh như thổi với những chiếc lá xanh nõn nà bao phủ khắp mặt tường phía sau nhà nhưng có điều không một bông hoa nào xuất hiện. Mong mọi cây sớm ra hoa nên cô tiếp tục chăm chút tỉ mỉ, chăm sóc cây cả ngày lẫn đêm. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu thì vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy hoa sẽ nở. Trong khi những chiếc lá xanh mướp và dây leo mềm mại vẫn tuyệt đẹp trên tường. Thời gian trôi qua vẫn không có một bông hoa nào nở một buổi sáng thức dậy cô đứng trước vườn cây và cảm thấy thật chán nản vì kết quả không như cô kỳ vọng cô nghĩ tới việc có thể nhổ cây dây leo bỏ đi và trồng một loại cây khác vào vị trí đó đúng lúc ấy từ phía sau bức tường vang lên tiếng gọi của người hàng xóm điều này thật kỳ lạ bởi vì bình thường họ không bao giờ nói chuyện với nhau người hàng xóm nói xin cảm ơn xin cảm ơn vì cô đã trồng những bông hoa đẹp như vậy cô ngạc nhiên xin lỗi chị nói gì cơ người hàng xóm đáp lại cô không thể hình dung được tôi đã thích thú ngắm những bông hoa đó như thế nào đâu chúng thật sự rất đẹp cô thấy kỳ lạ và ngó vào phía bên kia của bức tường và chao ôi một bức tường rực rỡ ngàn hoa đó là bức tranh mỹ lệ nhất mà cô chưa từng được nhìn thấy trước kia và tất nhiên rồi nó đẹp hơn rất nhiều so với những gì minh họa trong tờ quảng cáo trước đó thì ra những dây leo đã bò qua các khe hở của bức tường để khoe sắc ở phía tường bên kia cuộc sống cũng như vậy đôi khi bạn kỳ vọng rất nhiều nhưng dường như mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả. Kỳ thực, hết thảy những cố gắng của chúng ta không hề uổng phí, chỉ là có những kết quả được triển hiện trước mắt, có những kết quả phải giấu mình ở một nơi nào đó, có những thành quả bắt người nhìn thấy được, lại có những thành quả chỉ nằm trong tâm trí mỗi người mà thôi. Dẫu thất bại thì tâm vẫn không loạn dẫu chịu thiệt thòi thì lòng vẫn an nhiên tự tại bởi ta tin rằng vận mệnh đều có an bài kính thưa quý vị nhạc lá bồ đề đến đây xin được tạm ngưng mọi liên lạc về chương trình nhạc lá bồ đề xin gửi email đến nhạc lá bồ đề hai com Tủ linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.